Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Yêu Thầm. Mở đầu tập phim là cảnh bánh bèo Sroy đang tức giận anh người yêu Pleum vì lý do gì đó chia tay trong mưa. Mặc cho Pleum ra sức níu kéo, Sroy nhất quyết không tha cho anh chàng lần này. Cô nàng còn bonus cho Pleum một cái bạt tai vào má. Tao nói chia tay rồi sao mày dai như đĩa, bám theo tao tối ngày thế. Tất cả câu chuyện đã được bộ ba đàn em nhìn thấy, đặc biệt con Brad rất ư là đau lòng khi nhìn thấy cảnh crush của mình bị bánh bèo tán như vậy. Chế tán như vậy biết em sót lắm không hả? Chế không xài thì cho em xài sao bỏ? Phí ghê vậy nè. Ký ức hiện về trong tâm trí con Brad. À thì ra đây không phải là lần đầu tiên Pleum bị bánh bèo đánh. Từ khi biết yêu tới giờ, anh chàng đã trải qua tổng cộng 21 mối tình. Tất cả đều kết thúc bằng một cái tán trời dán từ bánh bèo kèm slogan: chúng ta chia tay đi. Em cũng chả hiểu anh chàng này ăn ở thế nào mà bị bánh bèo tán cho má nhìn không ra như vậy. Rồi đối xử với anh ấy như vậy, mai mốt đừng trách sao người ta ngán bánh bèo mà thèm bánh cuốn nha mấy má. Thời cơ của mày lại tới rồi kìa con Brad ơi, mau mau ra tỏ tình cùng Cruz của mày kìa. Chuyện đã lâu lắm rồi tụi bé ơi, giờ chỉ là dĩ vãng mà thôi. À thì ra 7 năm trước, khi còn học cấp 3, tình cờ con Brad bị Pleum đá trúng banh vào đầu. Để xin lỗi cậu em, Pleum đã tình nguyện làm bài tập dùm, còn tặng cho em thụ một cái khăn lau bàn để em ấy lau máu mũi nữa mới ghê. Cầm cái khăn mà con Brad ưng cái bụng ghê vậy đó, ước gì ngày nào anh ấy cũng làm bài tập giúp mình thì tuyệt vời làm sao. Từ đó, con Brad bắt đầu thầm yêu trộm nhớ anh chàng Cruz Pleum mà lén nhìn anh chàng mọi lúc mọi nơi. Mê trai rành rành trước mắt như vậy thì làm sao qua mắt được hai thằng bạn họ soi tên mói ngồi kế bên cơ chứ? Biết được con Brad đang thương thầm Pleum, hai thằng bạn thân than trời, hàng tuyển đó mày ơi, chắc hơi khó qua à nha. Nhưng thôi cứ tiến tới làm quen cái đã rồi tính tiếp, ngại à, ngại thì mua nước cho anh ấy uống rồi bắt chuyện, đang chơi bóng khát nước là chuyện thường tình mà. Nghe hai thằng bạn xúi dại, em thụ ngốc nghếch ra canteen mua chai nước suối và một hộp sữa để cúng bái dân tận họng cho anh Cruz. U là trời, cậu em hôm bữa mà tôi đã trúng trái banh vô đầu đây mà, sao rồi đầu hết đau chưa? Hỏi thăm sức khỏe một hồi thì Pleum quay qua quay lại lấy hộp sữa của mình ra mà trao đổi với em thụ để thiên hạ bớt dèm pha là mình tập tành chơi BD. Bánh ít đi thì bánh quy lại em à, coi như huề nhé. Nói xong anh chàng uống nhanh một ngụm nước rồi vào chơi bóng tiếp. Nhìn anh top uống chai nước mà em thụ vui trong lòng lắm, cuối cùng thì ảnh cũng uống nước của mình rồi. Đang sướng thì bị hai đứa bạn giành giật hộp sữa, tức quá con Brad cho vào trong vú luôn cho nó an toàn. Hàng ngày, con Brad vẫn lén theo dõi và nhìn ngắm anh Cruz từ xa cho đỡ thèm, chứ không dám tỏ tình gì hết. Chỉ cần nhìn thấy anh hàng ngày là em ấy coi như đã mãn nguyện một kiếp này rồi. Hai đứa bạn bất bình cho thằng bạn thân, ảnh sắp ra trường học đại học rồi á mày, rồi mày không tỏ tình bây giờ thì đợi khi nào? Được hai thằng bạn thân tiếp sức, con Brad quyết tâm sẽ trao quà chia tay tận tay anh top kèm theo tấm thiệp tỏ tình. Nào ngờ con rủi nhát gan trong người quá lớn, em ấy vẫn không dám trực tiếp trao quà cho Pleum vì sợ đám đông giàm pha rồi kỳ thị. Vì thế mà em ấy chọn cách trao quà âm thầm cho anh top, trời biết em biết và anh biết mà thôi. Con Brad cẩn thận đặt món quà sát túi đồ của anh Cruz, không quên đính kèm tấm thiệp tỏ tình trên nắp hộp quà. Cầu mong ơn trên cho anh ấy đọc và chấp nhận tình cảm này của con. Mà đời có bao giờ như ý, một ngày nọ vì nhớ hình ảnh chơi bóng của người thương nên con Brad vào xem lại sân bóng để nhớ về Pleum. Không biết anh ấy đọc thư tỏ tình của mình rồi thì thế nào, sao đách thấy hồi âm gì hết. Ôi sao thiệp tỏ tình bị quăng xuống đất thế này, thôi xé bà nó cho rồi, tình cảm này chỉ biết chôn sâu vào tim, tiếp tục là người ẩn danh yêu thầm anh Cruz thôi chứ biết làm sao bây giờ. Mà máu mê trai chồng em thụ này kinh lắm á cả nhà, không học học cấp 3 chung nữa thì phải học đại học chung thì mới đã cái nư của em ấy. Thế là em ấy thi vào học cùng trường đại học với Pleum luôn để dễ dàng mà nhìn ngắm người thương. Hai thằng bạn cờ hó thì muốn chống mắt lên xem tình cảm của con Brad và anh Cruz như thế nào, bao giờ chia tay nên cũng bon chen vào học chung trường cho có chị có em. Trong khi đó, Pleum thì suốt ngày chỉ nghĩ tới gái, quyết tâm cả đời này không quen ai nữa nếu Sroy chia tay mình. Mấy thằng bạn chửi, mày bị điên à? Gái đẹp cả đóng tự nhiên không quen ai nữa. Thằng khùng. Cả đám đang thảo luận về kế hoạch đón tiếp sinh viên mới, con Brad kiến nghị cho chúng nó đi chiến dịch mùa hè xanh, dọn rác, móc cống thúi để chúng nó biết trải nghiệm khổ cực là như thế nào. Em thụ này ít có ác ghê vậy đó. Cả đám tán thành 100% về ý kiến hành hạ sinh viên mới này của con Brad, coi bộ ma cũ ăn hiếp ma mới là không có sai bao giờ. Họp hội xong, con Brad te te bỏ chạy về nhà để chuẩn bị đi làm thêm, vì nhà xa nên dán cấm đầu mà chạy chứ biết làm sao giờ. Anh chàng đàn anh có tên Z hình như rất quan tâm đến con Brad nên cứ hỏi cặp đôi soi mói là nhà em ấy ở đâu thế. Anh qua tìm. Con Brad sinh ra trong một gia đình đang lúc suy tàn, cha thì đã mất, mẹ thì cứ bệnh miết, ho cả ra máu nhưng cố giấu vì sợ thằng con nó lo. Mẹ của con Brad rất xót xa vì là gánh nặng cho thằng con ngây thơ của mình nhưng biết làm sao giờ, chắc kiếp trước nghiệp quá nặng nên kiếp này chồng chết sớm, bản thân thì bệnh hoạn triền miên. Tâm sự với mẹ một lúc thì con Brad lại hối hả mà đi làm thêm, ngày đầu tiên làm việc mà đi trễ như thế này thì chủ không đuổi mới lạ nha. Anh chàng Jess cũng đã tới trước nhà mặt thập thò, không biết em ấy có đi làm đúng giờ không? Y như lời em nói, vừa vào đến quán là con Brad bị anh chị chủ chửi ngay và luôn, còn vi phạm lần sau là go home dùng em cái. Mấy ba máy má đi làm mà tối ngày đi trễ, rồi khách tới ai phục vụ đây? Khách cũng đã tới uống cà phê, con Brad cứ thế mà bắt đầu công việc bồi bàn vô cùng chuyên nghiệp.
ngó qua một cái thì hết hồn. Ô kìa, có trai nhìn lén mình luôn à? Ai vậy ta? Thời chế tới rồi mấy cưng ơi, cuối cùng cũng có trai để ý. A hi hi. Blem tiếp tục cản đường, nếu kéo Sroy yêu lại từ đầu với mình cho bằng được. Đã bảo tránh ra rồi mà cứ theo hoài, tao tán một cái là má nhìn không ra nha mày. Anh Top sợ quá, né ra một bên, thêm con bạn đi chung xài sẽ một chập nữa. Anh Top chết lặng, sao mình đẹp trai mà tình duyên lận đận thế cơ chữ. Hai thằng bạn soi mói rũ con Brad cùng đi uống rượu Sarchess. Con Brad từ chối vì phải về lo cơm cho mẹ già ở nhà. Hai đứa bạn liền nói để chuyện cơm nước bà già mày tụi tao lo cho, nhưng với điều kiện mày phải nhậu nha. Ok là, vậy thôi hẹn tối gặp. Bên này, thấy Blem cứ ủ rủ vì gái, hội bạn thân cũng rủ đi uống rượu Sarchess. Ok là, vậy hẹn nhau ở quán rượu Canon, không say không về. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo tại quán rượu Canon thần thánh? Khi hội Top và Boss sẽ hội ngộ với nhau cùng tại đó. Hãy đón tiếp tập sau trên kênh 4G Review nha. Phim yêu thầm tập 1 đã hết. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review tập 2 nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.